khuẩn, tạo khói khử khuẩn chuyên dụng cho các loại ô tô, xe du lịch, xe chở khách hoặc là xe tải. Nếu mà thấy anh em có nhu cầu cái máy cấu tạo thì có công tác điều khiển và đúng điều khiển cái hộp khói. Cái này trên công tắc thì có hai công tắc, số 2 là thì công tắc làm việc, số 1 là công tắc chúng ta sau khi về xử xong chúng ta vệ sinh máy bằng nước sạch, chúng ta bật lên số 2 nên là núm cài đặt thời gian. Khi chúng ta khử khuẩn cái chai dung dịch khử khuẩn, có thể có nguồn từ Hàn Quốc hoặc Trung Quốc, thường thì giá dung dịch khử khuẩn của Trung Quốc rẻ bằng 1/3 của Hàn Quốc. Cung cấp cả hàng rộng Trung Quốc và Hàn Quốc thì nhu cầu sử dụng của khách hàng. Khi chúng ta sử dụng trên xe hơi thì chúng tôi sẽ hướng dẫn, đầu tiên chúng ta nổ máy xe hơi, chúng ta bật điều hòa chế độ mát nhất, mát để quạt gió chế độ cao nhất. Xe chúng tôi đang nổ máy rồi, quạt gió. Ta cho máy khử khuẩn vào vị trí đây, cái khói sẽ được phun vào đây và sẽ hút qua cửa gió điều hòa thổi ra ngoài. Đây coi như một công việc như là số 3 trên xe, vừa khử khuẩn toàn bộ bề mặt trên xe, thiết bị sẽ tạo khói và phủ toàn bộ bề mặt trên xe trước sau và qua lọc gió của điều hòa để khử khuẩn. Dung dịch có gồm nano bạc và các cái dung chất tự nhiên không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên trong quá trình chúng ta khử khuẩn thì chúng ta không nên ở trong xe. Chúng tôi khuyến cáo là khi chúng ta khử khuẩn chúng ta nên để đóng kín cửa trong xe và cho điều hòa chạy khoảng tầm 5 đến 10 phút để cho khử khuẩn hoàn toàn. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Đầu tiên chúng ta bật máy sang nút số 2. Chúng ta đợi đèn đỏ trên đây khoảng tầm 2-3 phút, đèn đỏ sẽ đỏ lên và chúng ta sẽ ấn bật. Đúng là thời gian chúng ta có thể đặt từ 5 giây cho đến 5 phút tùy nhu cầu sử dụng. Thường trong xe hơi chúng ta chỉ cần 15 giây đến 20 giây là toàn bộ khói sẽ tạo ra được lượng khử khuẩn cho chiếc xe quẩy chân này. Em đến với tất cả tâm hồn, đặt núm thời gian chúng ta chỉ đặt khoảng từ 5 giây là khói bắt đầu đã được tạo ra, khói bắt đầu đã được tạo ra. Còn nếu như ta nên để đây để có những bước thu gió, chúng ta thấy không, lên toàn bộ gió của gió điều hòa đã được tạo ra và chúng ta đóng cửa lại. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là một khói được khí trong xe. Cái này thì chúng ta làm tại nhà. Trước đây thì có một số đơn vị cung cấp cho các sẽ làm spa xe chuyên việc, họ sẽ làm ở các spa. Chúng ta mua máy về chúng ta có thể sử dụng tại nhà cách rất đơn giản.
không gây ảnh hưởng đến thiết bị trong xe. Sau khi sử dụng, chúng ta tắt vị trí về số 0. Và chúng ta vệ sinh máy, chúng ta dùng chuyển cái vòi hút của máy này sang một cái cốc nước sạch. Chúng ta chỉ cần lấy một cốc nước sạch thôi. Chúng ta sẽ chuyển sang vị trí cốc nước sạch cho chúng ta ra ngoài này. Rồi sẽ lấy một cái chút nước. Nước sạch, chúng ta để nước sạch, chúng ta sẽ hút nước sạch ra. Chúng ta bật. Chúng ta bật về nút số 1 thì sẽ máy sẽ hút nước để vệ sinh thiết bị đốt bên trong và phun ra ngoài. Sau khi chúng ta để trong chốc lát sẽ phun nước ra ngoài vệ sinh. Chúng ta xong, chúng ta tắt đi. Đây, toàn bộ quá trình chúng tôi khử khuẩn xong thiết bị tại nhà, chúng ta không cần phải ra hàng. Máy này chúng ta cũng có thể dùng chiếc máy này để khử khuẩn vệ sinh nhà ở, văn phòng làm việc, trường học, lớp học hoặc bất kỳ nơi nào chúng ta muốn. Xin cảm ơn các bạn.